Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đây là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công an. Ngày 4 tháng 9, tác giả Thái Hạo đã bình luận về vụ đấu tố em học sinh lớp 12 vì dám chê đảng, nội dung như sau. Trong giáo dục tiến bộ, việc khuyến tấn để học sinh nói thật, suy nghĩ của mình là điều vô cùng hệ trọng và nó được bảo vệ vì sao? Thứ nhất, đó là quyền con người, quyền công dân, thứ quyền thiêng liêng mà thế giới văn minh và cả hiến pháp của nước việt nam đều ghi nhận thứ hai điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản trị xã hội và đây là hình nam sinh chu ngọc quang vinh phải làm việc với cơ quan chức năng sau phát ngôn gây chấn động của mình nếu một học sinh nói ra suy nghĩ nhìn nhận đánh giá của mình và là nói đúng thì điều đó đang giúp cho nhà giáo dục củng cố khả năng được định rằng cách thức của mình là đúng nhưng điều em học sinh kia nói ra là sai, là méo mó, là nông cạn, thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân rằng nội dung phương pháp giáo dục của mình đang không ổn ở đâu và phải tìm cách điều chỉnh. Đây chính là bí quyết để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện thay vì bị tha hóa. Hãy hình dung nếu học sinh không nói thật suy nghĩ của các em, cái gì cũng vâng, dạ, cũng đồng ý, cũng ok, nhưng trong bụng thì chúng mù mờ hoặc nghĩ khác thì đó không những là một tai họa tiềm tàng mà còn là một thiệt hại hiện tiền. Nhà giáo dục không thể biết được mình đang đúng hay đã sai và cứ thế cấm cuối giảng bài, trong khi học sinh không thu nhận được gì hoặc âm thầm phản kháng. Và đây là hình giáo viên của một trường học ở Việt Nam tại một lễ khai giảng. Một chương trình giáo dục hay một chính sách xã hội được ban ra, giả sử nó đúng nhưng lại khiến học sinh và người dân phản ứng thì ít nhất. Chủ thể phải tự coi lại xem khâu truyền đạt của mình đang có vấn đề ở chỗ nào. Nếu mọi người không hiểu, không tin, không đồng ý nhưng lại đồng loạt gật đầu thì hậu quả sẽ thế nào, chắc ai cũng hình dung được. Cho nên, việc nói ra các suy nghĩ thật của mình, giả sử suy nghĩ ấy là ảo trị đi chăng nữa, nó cũng vẫn là một món quà cho nhà quản lý, nhà giáo dục. Câu chuyện về một phát ngôn của em học sinh lớp 12 đang ồn ào trên báo chí và mạng xã hội là câu chuyện của ngành giáo dục chứ không phải ngành công an. Bạn sinh một đứa con ra, nuôi nấng, dạy dỗ hết lòng, nhưng nó vẫn có thể không yêu bạn hoặc không hợp với bạn. Điều đó rất phổ biến và không ngạc nhiên, dù đáng buồn và có thể khiến bạn đau lòng. Nhưng bạn không thể vì vậy mà mời công an vào để làm việc với nó. Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam phải chịu đựng một nền giáo dục nhòi sọ. Bạn chỉ có thể làm điều đó mời công an khi nó có những hành vi phạm pháp ví dụ như bạo lực đối với cha mẹ còn sự yêu ghét lòng tin tưởng hay những cảm xúc cá nhân đó là tình cảm tự nhiên của con người không ai đi mời công an khi có một người không thích hoặc không tin mình cả trên hết nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng bạn vẫn phải đi bằng con đường của giáo dục chân chính còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự nhiên ấy bao dung và tôn trọng đó là những phẩm chất của một xã hội văn minh chính nó mới nâng đỡ học sinh và con người nói chung để họ yêu quý tin tưởng đền đáp bằng chính tình cảm chân thật của họ mọi sự cưỡng bách nhất là cưỡng bách tình cảm và suy nghĩ của con người đều sẽ để lại những di chứng và di hậu lâu dài không những cho cá nhân mà còn cho xã hội tôi nghĩ lúc này đây chính là một cơ hội quý để ngành giáo dục và cộng đồng thể hiện sự văn minh ấy của mình thay vì chứng tỏ điều ngược lại Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đây là câu chuyện của ngành giáo dục, chứ không phải ngành công an. Đám đông đấu tố Chu Ngọc Quang Vinh rất vô học, vô trì. Ngày 3 tháng 9, Facebooker Dương Quốc Chính bình luận trên trang cá nhân của mình Đảng phải ân dân hay dân phải ân đảng? Thời báo chấm đề trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau nhân ngày 2 tháng 9 mà xảy ra vài sự kiện rất đáng buồn cho cái xã hội này. Cháu bé Yên Bái, từng giải nhất quý Olympia, là người có hiểu biết và trí tệ chứ không phải vô tri. Bối cảnh diễn ra câu chuyện này, đó là cháu Quang Vinh đăng câu chuyện kia lên bản tình Facebook không phải status và hạn chế số người xem là bạn bè với chỉ 16 người, trong đó có một bạn học trường Nguyễn Huệ. Từ đó mình đoán là 15 bạn kia cùng học trường chuyên Nguyễn Tất Thành, bạn học cháu này, và bạn nội gián là bạn trường Nguyễn Huệ. Và đây là hình giấy tệch của kiến trúc sư Dương Quốc Chính. Phát ngôn trong một nhóm rất nhỏ như vậy, thực ra không khác gì anh em chém gió quán bia, nhiều khi là bịa chuyện cho vui. Ai cũng có những phút giây như vậy, kiểu như một vị lãnh đạo từng chém trong nhóm kính là rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó sợ gì. Trước cả ống kính máy quay của các hãng truyền thông quốc tế nên bị ghi âm. Hay Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói truyền khẩu thà liếm dày tay còn hơn ăn cứt tàu. Tất nhiên không chính thức. Hơn nữa, vụ việc diễn ra từ lúc 22 giờ đến 23 giờ đêm, cháu bé đã gỡ bức ảnh trên bản tin Facebook đến 5 giờ sáng thì cháu Quang Vinh đã có lời xin lỗi trên Facebook và 10 giờ sáng thì khóa Facebook tức là phạm vi ảnh hưởng của bản tin này là cực kỳ thấp. Như vậy, chứng tỏ trong 16 bạn mà cháu kia tin tưởng có ít nhất một bạn nội gián đã chụp màn hình làm hại bạn. Nếu suy xét cho kỹ thì chính thằng đó mới mắc tội tuyên truyền phát tán thông tin độc hại ra đám đông. Nên giờ có hàng vạn người biết cháu bé kia trả tội tình gì vì nó có chê đảng trước mặt đảng đâu. Nó nói chuyện riêng với 16 đứa bạn chắc cùng lứa thôi. Về tổng thể, đám đông đang hút thằng bé này là rất vô tri. Nếu có tư tưởng yêu nước thì nên đi hút thằng nào phát tán nội dung kia để anh em đọc được. Chứ nó không phát tán thì ai mà biết. Về nội dung, đại đa số đám đông đấu tố cho rằng cháu bé kia vô ơn với đảng, đất nước, quê hương. Tư duy đó rất ngớ ngẩn, hiểu hoàn toàn sai bản chất nội dung thằng bé viết. Và đây là hình em Chu Ngọc Quang Vinh trong lần đăng quang cuộc thi tháng của đường lên đỉnh olympia nó có ý chê trách đảng là thế lực xấu lừa dối dân nó không chối bỏ quê hương không chê trách quê hương đất nước mà đối tượng chê trách cụ thể của nó là đảng mà thôi vậy tại sao báo chí lẫn đàn bò lại đấu tố nó là vô ơn chỉ mưu cầu hạnh phúc cá nhân ai mà chả mưu cầu hạnh phúc cá nhân nhất là với một thằng bé nó học hành phấn đấu vì mục đích cá nhân là đáng quý hơn nhiều bạn bè học vì bố mẹ bắt học. Nhân ngày 2 tháng 9, cũng cần nhắc lại một câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào tuyên ngôn độc lập. Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, tạo quá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy, cháu bé kia bày tỏ nguyện vọng là chán ghét đảng, muốn được đi ra nước ngoài sống. Vậy là nó đang thực thi cái quyền mà không ai có thể xâm phạm được như trên. Vậy sao đấu tố nó? Nó làm vậy đâu có phạm pháp gì. Nó ra nước ngoài gửi kiệu hối về, xây dựng quê hương thì chả tốt, chả yêu nước, yêu quê hương và cả một phần rửa mặt cho đảng. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng cũng không làm được gì nó hết. Anh em bò đỏ đừng có hí hững để dọa lẫn nhau. Vì nó viết vậy không có gì sai luật cả. Chỉ có điều là cháu bé còn bốc đồng nên cách viết mang cảm tính quá. Ví dụ như nói đảng là thế lực xấu, lừa dân thì nên cụ thể vào một tình huống cá biệt, không nên chém phong long như vậy. Vì thực tế, đảng cũng có lúc xấu và lừa dân, nhưng không phải lúc nào cũng xấu và lừa dân cả. Và đây là hình học sinh trung học phổ thông Việt Nam. Về lòng biết ơn, thực ra chả liên quan gì đến vụ này. Bởi vì bố mẹ nó nuôi nó ăn học, thầy cô nó dạy dỗ nó, chứ đảng và nhà nước không trực tiếp nuôi dạy nó thành người. Đảng và nhà nước bản chất do dân nuôi bằng tiền thuế của dân, chứ đảng và nhà nước không nuôi dạy dân, đảng chỉ lãnh đạo thôi. Nhưng đảng cũng phải lấy dân làm gốc, chứ không có dân làm gì có đảng. Đảng là đầy tớ của nhân dân mà, vậy ai phải ơn ai? Còn tư tưởng cho là nhờ có đảng, chúng ta mới có cuộc sống hôm nay. Cái này hơi đúng, nhưng hiểu đúng nó rất khác. Nếu không có đảng, Biết đâu ta lại giàu hơn Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức. Tuy bị đế quốc đô hộ một thời gian, nhưng sau đã rủ bùng đứng dậy, ngồi chung mâm với mẫu quốc, nên không có chuyện ơn huệ ở đây. Vì nhỏ không có đảng, chúng ta lại ấm no hạnh phúc hơn. Không có gì chắc chắn cả, nên đừng có bàn chuyện ơn huệ nếu thì. Về mặt logic, bối cảnh hay nội dung thì cháu bé cũng chả làm gì sai, hoặc cái sai nhỏ nếu có cũng chỉ ảnh hưởng tới 16 bạn, không đáng kể, nên coi như không sai. Thêm nữa là cháu này còn vị thành niên, không thể xử lý được với cái gọi là tội bé tí kia. Còn về thái độ, nói chung, đám đông đấu tố là rất vô học rồi. Với một đứa trẻ dưới 18 tuổi, nó bộc lộ quan điểm rất ôn hòa và không ảnh hưởng tới ai. Thì nếu có xung đột quan điểm cũng cần phải ôn hòa nhã nhặn. Chứ không thể vì nó có triệu chứng phản động Thì đào tận gốc, tróc tận rễ ba đời nhà nó Như đám bò đang hô hào Chuyện này thì đúng là nhờ có đảng mới có đám đông này Cháu Quang Vinh ạ à, Có lẽ cháu đang hoang mang và cô đơn với đám đông quanh cháu Nhưng còn có nhiều người khác nữa vẫn ở bên cạnh cháu Cháu có thể lựa chọn yêu nước bằng cách riêng của mình Như lời bác Hồ dạy nhé Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đám đông đấu tố Chu Ngọc Quang Vinh rất vô học, vô tri. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.